Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay Tường Thắng lại tiếp tục nói chuyện với ông cựu thuyền trưởng Nguyễn Hòa Quang về đề tài 8 năm phi lạc sang tàu. Tuy nhiên cái đề tài này hiện tại chúng ta đang nói về vấn đề đệ tam sư đoàn ở Nam Bộ kháng chiến, và cái lý do tại sao mà phải nói cái vụ này trước khi chở ông cựu thuyền trưởng Nguyễn Hòa Quang trở lại cái việc mà Trung Quốc, thì xin mời anh Quang giải thích cho quý thính giả biết về cái lý do tại sao mình lại quẹo đề tài qua bên Nam Bộ kháng chiến, thưa anh Quang. Với là về chào anh Thắng, ổng lại cũng mấy công chuyện gì tin tức của thế giới, cho nên chúng ta hơi ngưng cái chuyện đó. Nhưng thật sự ra anh Thắng nhắc lại cái chuyện mà tại sao chúng ta lại nói Nam Bộ kháng chiến mà quên cái chuyện mà giai đoạn mà đi Trung Quốc. Dạ. Thật sự đó anh Thắng, thì hai cái đó nó có liên hệ với nhau. Thì chỉ muốn nói dẫn chính đó là ông Nguyễn Hòa Hiệp, trong sau khi cái cách mạng Yên Bái thất bại thì ông bị hội đồng đại hình Sài Gòn xử 5 năm biệt xứ, và đó sau đó thì ông ở đâu hơn nửa giai đoạn, tức là 3 năm mấy, thì được tha về. Thời gian kế đó thì ông nhờ ông một số pháp vị đưa ông đi qua tàu để mà tham gia các khóa huấn luyện ở trường Quan Quân Học Hiệu Hoàng Phố. Yeah. Đó, do đó sau một thời gian huấn luyện tại trường Hoàng Phố thì ông trở về. Ông Nguyễn Hòa Hiệp chỉ là một trong những thành phần, các phần tử cách mạng lúc đó tham gia muốn đe lật đổ người Pháp tại Việt Nam, cho nên đi vào cái cuộc cách mạng đó. Và chính tập đoàn Cộng sản đã bắn đứng các cách mạng của miền Nam cũng như là của Việt Nam lúc thời bấy giờ, tiêu biểu một vị nổi tiếng nhất mà bị Cộng sản bắn đứng cho ta cho Pháp thì là cụ Phan Bộ Châu. Vâng. Đến ông Nguyễn Hòa Hiệp vừa bước chân từ ở Trung Quốc, sau khi từ tham gia các khóa huấn luyện ở Hoàng Phố và thời gian ở Trung Quốc, thì ông trở về vừa đến Hải Phòng là đã bị mật thám bắt. Đây chúng tôi chỉ kể một cá nhân của ông Nguyễn Hòa Hiệp đã bị bao nhiêu lần Đảng Cộng sản đã muốn thanh toán, báo cho Pháp để mà thanh toán những phần tử cách mạng của quốc gia. Yeah. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Hòa Hiệp chỉ là một phần tử nhỏ trong nhiều phần tử khác của cách mạng quốc gia bị tập đoàn Cộng sản lật lọng, báo cho Pháp để thanh toán. Mà như vậy chỉ cá nhân của một Nguyễn Hòa Hiệp thoát được cái dòng đó và đã quậy nát cái Nam Bộ kháng chiến bằng một cái lực lượng nòng cốt này để tam sư đoàn như anh Thắng cũng được chúng tôi trình bày mấy kỳ nữa trước đó. Yeah. Nếu thấy rằng Đảng Cộng sản nói gì thì nói, nhưng mà nói tới miền Nam hay nói tới Nam Bộ kháng chiến thì coi như là không có lực lượng gì hết, mà cái nòng cốt vẫn là để tam sư đoàn và các lực lượng khác thời bấy giờ, như anh Thắng đã được trình bày kỳ trước. Dạ vâng. Lý do là như vậy. Dạ vâng. Tức là lý do là theo đó thì anh Thắng muốn hỏi tiếp cái vấn đề gì để sau này sẽ trở lại cái đề tài là tại làm sao chúng tôi lại có thời gian dài ở bên Trung Quốc. Dạ vâng. Hoạt động ra làm sao. Dạ vâng. Nhưng mà để tiếp tục cái Nam Bộ kháng chiến, đặc biệt qua để tam sư đoàn để cho hết rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái chuyện kia. Dạ vâng. Theo ông Thắng thế nào? Để tam sư đoàn đó, vì lý do gì mà sau này phải về thành, thưa anh Quang? Thì cũng như thưa với anh Thắng hồi nãy vậy, cái vấn đề mà luôn luôn bị những thành phần của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách này bằng cách khác, nếu không đối đầu được với phía bên các đánh đảng quốc gia như Việt Nam Quân Nhân Đảng, Đại Việt, thì đều mượn tay của Pháp để chặn đường bắt hoặc là phá rối. Thì để tam sư đoàn cũng nằm trong cái tình huống đó, sau khi đánh trận La Răng, Kinh La Răng, tức là cái chỗ đó là sau khi để tam sư đoàn đóng từ Cao Lãnh thì người Pháp đã cho nhiều
chiến hạm đến và hải lục không quân đến bao giây để mà thanh toán để tham sĩ đoàn. Thì để tham sĩ đoàn rút về qua Đồng Tháp 10 và đánh cái trận Kinh La Khang, đã tịch thâu hết cái xe vũ khí của cái tiểu đoàn Lê Dương tại đó. Thì rất nổi đình nổi đám, cho nên miền Bắc đã cử Trung tướng Nguyễn Đình vào để mà lấy cái thế lợi. Nhưng mà khi ông Nguyễn Đình, tức là ông Nguyễn Xuân Thảo, như chúng tôi thì trước có nói đó, vào tưởng rằng dùng tình cảm để lung lay được để tam sư đoàn qua ông Nguyễn Hòa Hiệp, vì các vị này như tôi trình bày thì trước với anh Thắng đó, đều là ở trong cái chi bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng đầu tiên do ông Hồ Văn Mịch thành lập. Các vị đó đều là những thành viên của cái chi bộ đầu tiên của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tất cả các vị đều bị bắt, bị mật thám bắt, nhốt vào thám lớn. Và sau khi ra thì cái hai vị chạy theo Đảng Cộng sản như chúng tôi thì trình bày với anh Thắng rồi, là ông Nguyễn Xuân Thảo, tức Nguyễn Đình, và Trần Huy Diệu đã chạy theo Cộng sản. Do đó, để tam sư đoàn sau khi đánh trận thắng ở trận Kinh La Khang rồi, thì phía bên Đảng Cộng sản, tức là Nguyễn Đình, có Tần Văn Trà, có Huỳnh Văn Nghệ, là những cái bộ đội mà lúc đó có coi như là khá, nghĩa là phía bên Cộng sản chỉ có hai cái bộ đội đó là coi như có vũ khí thôi, thì không thể đối đầu được với đệ tam sư đoàn. Cho nên các vị đó đã báo cho mật thám của Pháp chỉ điểm những cái vị trí đánh quân của đệ tam sư đoàn để phi pháo của Pháp đến bắn phá, đồng thời tổ chức những cuộc ám sát ông Nguyễn Hòa Hiệp tới 4 lần, anh Thắng. Vậy à? 4 lần mấy ông tổ chức để mà ám sát ông Nguyễn Hòa Hiệp tới 4 lần, nhưng mà cũng không thành công. Vì như tôi cũng trình bày với anh Thắng kỳ trước, ông Nguyễn Huệ ổng có gần như là 200 đệ tử rất là giỏi võ, tức là cái bộ đội gọi là Quỳnh Long, tức là hậu thân của Quỳnh Long Đảng lúc mà còn canh bí mật để mà hoạt động đó. Thì đó là những anh, những các vị đó đều rất là giỏi võ, cho nên mấy ông kia không có thanh toán được, mặc dù tới 4 lần đi ám sát ông Nguyễn Hòa Hiệp nhưng mà không thành công. Để tam sư đoàn rơi vào cái vị trí là trước mặt thì đánh Pháp, sau lưng thì Nguyễn Bình, hay nói rõ hơn là Huỳnh Văn Nghệ, Trần Văn Trà, một số bộ đội phấy dối ở hậu phương để tam sư đoàn, mặc dù đánh thì không lợi nhưng phấy dối thì rất là hay, và chỉ điểm cho phòng nhì của Pháp, báo cho phi pháo của Pháp đến để mà bắn phá. Do đó để tam sư đoàn rơi vào cái thế lưỡng đầu thọ địch, và cuối cùng phải chia ra làm hai, tức là phân nửa do ông tư lệnh phó Phạm Hữu Đức, tự là Tử Đức, trở về khu 7 với một cái tên mới là Trung đoàn 25 miền, và một số các bộ đội, vì để tam sư đoàn có tới 12 bộ đội nữa, thì theo ông Nguyễn Hòa Hiệp, do một cái hiệp ước với là với thiếu tướng Mặc Tu của Pháp, lúc đó là tư lệnh lực lượng Pháp tại Nam Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Hiệp thiếu tướng Mặc Tu ký cái hiệp ước giải binh Akbar Raliman, chứ không phải đầu hàng, tức là giải binh không đánh nữa. Mặc dù vậy, để tam sư đoàn chưa bao giờ trao vũ khí cho Pháp, và cũng không bao giờ hỗ trợ chiến Pháp để đánh lại những lực lượng kháng chiến. Về thành thì có về thành, tất cả phần tử của đệ tam sư đoàn đều hòa mình trong xã hội và sống, chứ không có, mặc dù từ Pháp cũng muốn yêu cầu đệ tam sư đoàn tiếp tục chấn lợi trong kháng chiến, nhưng mà cái thành phần của ông Nguyễn Hòa Hiệp dẫn về tại nhà thành không có chấn lợi, và thực hiện bằng cách là hòa mình, tức là phục viên, hòa mình trong cái xã hội thời bấy giờ, tức là không đánh nữa,
giải binh. Các co gọi là hát co The Rallyman. Dạ. Yeah. Giải binh. Dạ, yeah, đúng rồi. Lúc đó là năm nào thưa anh Quang? Cái năm đó là cuối năm 46. 1946. Cuối năm 1946. Thì từ năm 1946 tới lúc mà cái thời mà ông Diệm trở về nắm chính quyền đó, thì Đại Tam Sư Đoàn có những hoạt động nào khác không thưa anh Quang? Thì thưa với anh Thắng, cái này, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn anh Thắng mới vừa nói đó, tới năm 44 thì ông Diệm mới về. Dạ, thì từ 46 tới năm 44 nó còn nhiều khê lắm. Vâng. Thí dụ năm 48 thì quân đội quốc gia lúc đó bắt đầu hơi thành hình thôi, chứ chưa có rõ là cái gì. Thì cuối năm 48 đầu năm 49, bên phía lực lượng của Pháp cử về ông Trung tướng Nguyễn Văn Khinh làm tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam. Right. Mà Đức Quốc trưởng Bảo Đại được về gọi là quốc trưởng, coi như là chef d'état đó. Yeah. Quốc trưởng Bảo Đại. Và cử luôn ông Nguyễn Văn Tâm làm thủ tướng. Right. Tức là thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, tức là ông Tâm, tức là người, tức là cha đẻ ông Nguyễn Văn Khinh. Đó, mà ông Nguyễn Văn Khinh được Pháp, trong quân đội Pháp thì ông Khinh đã mang chức lên tướng lãnh rồi. Vâng. Và được cử về làm tổng tham mưu trưởng. Thì khi ông Nguyễn Văn Khinh làm tổng tham mưu trưởng đó, thì ông mới về, ông mới biết rằng người em của ông đó bị theo lời thực lợi thì bị trong thời kháng chiến 45-46 nó bị lực lượng của Đại Tam Sư Đoàn giết chết. Cho nên ông trung tướng tổng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Khinh mới cử một vị thượng sĩ và cho luôn cây súng 45, côn 45 phải thi hành là kiếm ông Nguyễn Hòa Hiệp để mà thanh toán. Vâng. Thám sát. Khi xui cho ông Nguyễn Văn Khinh là cái người mà ổng biểu đi ám sát Nguyễn Hòa Hiệp lại là cận vệ, lại một võ sĩ của Đại Tam Sư Đoàn cũ. Vâng. Lúc trước kháng chiến đi theo Nguyễn Hòa Hiệp. Vâng. Liền lập tức về thông báo cho Nguyễn Hòa Hiệp biết rằng ông tổng tham mưu trưởng mới có lệnh như vậy và yêu cầu xin thông báo với ông Nguyễn Hòa Hiệp, và sau đó ổng trốn về cái người mà thượng sĩ đó trốn luôn về miền Tây. Tức là ông Thắng thấy rằng ông Nguyễn Hòa Hiệp đã bị hai phía cộng sản cũng như phía quốc gia do sự điều động của Pháp vẫn tìm cách thanh toán, nhưng mà mai phước rằng chỉ là một phần tử thôi mà đã bị Diễm ứng dụ nhiều lần như vậy. Nhưng mà trong cái hoạt động cách mạng nó cũng có nhiều cái may rủi lắm anh Thắng. Vâng. Right. Cho nên như tôi trình bày đó, thay vì một vị khác thì chắc ông ở ngoài tiêu rồi. Yeah, nhưng vâng. Mà cái ông đó lại là cận vệ của Đại Tam Sư Đoàn. Cho nên ông Nguyễn Hòa Hiệp đã vào gặp thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, tức là ông già của Nguyễn Văn Khinh. À, cha ruột đó không ạ? Tức ông Nguyễn Văn Tâm, tức là ông già của Nguyễn Văn Khinh. Vâng. Thì ông Nguyễn Hòa Hiệp mới thông báo cho, trình bày lại với ông thủ tướng Nguyễn Văn Tâm tất cả sự việc mà ông con của ông, tức là ông Nguyễn Văn Khinh tổng tham mưu trưởng, chấp sửa thi hành đó. Thì ông Tâm, ông mới mời ông Nguyễn Hòa Hiệp ăn cơm và nói rằng cái chuyện đó 45-46 cái thằng Nguyễn Văn Khinh nó còn ở bên Pháp, nó đâu có biết gì, ông đừng có lo thắc mắc mấy cái chuyện đó, để tôi kêu nó tôi nói. Đó là nguyên văn ông dặn ông Nguyễn Hòa Hiệp về thực lại. Thì sau đó coi như thông qua cái chuyện đó. Vâng. Cho đến năm 1954 mà anh Thắng vừa trình bày đó, thì Đức Quốc trưởng Bảo Đại có mời ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh, tức là về làm thủ tướng với toàn quyền quân sự và hành chánh. Vâng. Tức là ông Ngô Đình Diệm được bổ nhiệm làm thủ tướng về nước chấp chánh và được toàn quyền về hành chánh và quân sự, bắt đầu từ năm 1954. Vâng. Thì cũng nên ghi rõ là từ 47 trở đi tới 54 thì Đức Quốc trưởng Bảo Đại đã cũng có nhiều lần mời các vị ở miền Nam lúc đó lên Đà Lạt để họp, để lấy ý kiến để trong cái chuyện đất nước, nhưng mà thật sự ra cái tình hình lúc đó
người Pháp cũng còn nhiều, cho nên các lực lượng cách mạng của miền Nam không thể hợp tác được. Và khi ông Ngô Đình Diệm về chắc chắn, thì sau thời gian rất là ngắn, ông Ngô Đình Diệm đã trưng cầu dân ý để lên làm tổng thống luôn để nước Cộng Hòa. Đó anh Thắng, cái chuyện là 54 là như vậy. Vâng, còn vai trò của ông Nguyễn Hòa Hiệp á, sau khi ông Diệm lên nắm chính quyền thì như thế nào thưa anh Quang? À, cái đó thì tôi với anh Thắng rất là rõ, mà anh Thắng hỏi cái câu này rất là hay. Là tại vì gần đây đó, một số báo, hay nói rõ hơn cái tên đó, tờ báo mới, tức là cái tờ Sài Gòn mới đó, lại nói tới cái chuyện mà vì Phật giáo nghĩa là thành công, cho nên cái đệ nhất Cộng Hòa, hay nói rõ hơn là ông Ngô Đình Diệm bị thanh toán. Thì thật ra nó không đúng như vậy. Vì đệ nhất Cộng Hòa không phải chuyện đụng chạm giữa Phật giáo và công Thiên Chúa giáo không. Tức là muốn nói mấy ông muốn nói cái chuyện ông Ngô Đình Thục là bên Công giáo và phía bên Phật giáo Ấn Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Đức Tự Thiêu, chắc anh Thắng có biết cái giai đoạn đó. Dạ vâng. Mà mới đây thì cái tờ báo chúng tôi có được dịp đọc qua, thì nó coi như trong nước cũng như ngoài này đưa ra những cái chuyện chỉ là do ngọn quốc Quảng Đức cho nên ông Diệm chết. Cái đó tôi với anh Thắng hoàn toàn không đúng. Lý do rằng đó, dầu cho người Mỹ có muốn nói gì thì nói, ở trong tờ báo cũng có nói rằng vì có bàn tay CIA cho nên ông tất cả coi như là những anh em của đệ nhất Cộng Hòa qua Thảo Ngô đều bị sau đó phải nằm xuống. Dạ. Thế thì còn vai trò của ông Nguyễn Hòa Hiệp thì như thế nào sau khi mà ông Diệm về nắm chính quyền? Ông Nguyễn Hòa Hiệp là một thành phần tử trong cái Nam Bộ kháng chiến, trong cái giới cách mạng của Nam Bộ gồm có nhiều vị lắm. Thì nếu anh Thắng hỏi câu đó thì chúng tôi phải nói rõ hơn là khi ông Ngô Đình Diệm với tư cách là thượng thư của triều đình Huế, ổng từ chức, ổng vào Nam bị mật thám bao vây và ổng chạy vào Nam, thì được các anh em cách mạng của miền Nam lúc đó như tôi mới trình bày đó, thì trong đó ông Nguyễn Hòa Hiệp là một phần tử giúp cho ông Diệm. Và nhờ cách mạng miền Nam lúc đó có thân thế với Nhật Bản, hay nói rõ hơn là lãnh đạo Nhật Bản tại Sài Gòn lúc đó, nhờ lãnh đạo Nhật Bản giúp đưa ông Diệm, tức là Ngô Đình Diệm lúc đó từ chức thượng thư ở triều đình Huế, chạy vào Nam, được một số phần tử kháng chiến, một số phần tử cách mạng của miền Nam qua lãnh đạo của ông Nhật Bản đưa ông Diệm đi đến Đông Kinh để mà lãnh nạn. Bước đầu mà ông Diệm đi hải ngoại là ở xuống Đông Kinh. Tại sao lúc đó không thấy ai hết trong gia đình ông Diệm giúp đỡ? Thưa anh Thắng, cái vấn đề mà chúng tôi thấy lịch sử nó không được công bằng. Cho nên khi ông Diệm về thì tất cả anh em đều có đi với ông Diệm. Nhưng mà khi ông làm việc thì ông làm việc toàn là gia đình không. Vâng. Cho nên những vị cách mạng của miền Nam không thể cộng tác nữa. Vấn đề là như vậy. Vâng. Mặc dù nhiều vị khác đứng ra, ví dụ như ông Vũ Tâm Anh, ông đưa ra một thập điều, tức là ông gửi văn thư cho ông Diệm, nói rằng nếu chính quyền mà làm như vậy, tức là đưa những cái thành phần mật vụ đều thanh toán các giáo phái hết, và đại dương là tao đài bà hòa hảo bình xuyên hết, thay thanh toán hết, mặc dầu đem sự lợi thế cho quân đội quốc gia, nhưng mà nó làm tiêu tan tiềm năng chống cộng của các thành phần đó. Yeah. Đó cũng như là đã mời được ông Trình Minh Thế, tức là cao đài liên minh, về với chính phủ, thì cái chuyện đó tưởng rằng tốt, nhưng mà tiềm năng chống cộng coi như mất. Và tiêu biểu nhất là hai cái đoàn thể mà hoạt động cách mạng từ lâu, tức là Việt Nam Quân Dân Đảng và Đại Việt, thì bị chính quyền đệ nhất Cộng Hòa thanh toán thẳng tay. Vâng.
các ngành diện về điều nội diện thì bị dẹp tan, nếu không kể một vài vị lẻ tẻ vì tư lợi chạy theo Đệ Nhất Cộng Hòa. Thì như vậy anh Thắng thấy rằng nội các diện mà Đệ Nhất Cộng Hòa thanh toán ông Vũ Tâm Anh, tức là cựu tư lệnh đệ nhị sư đoàn kháng chiến. Vâng. Và đồng thời chúng tôi cũng phải kể thêm cho anh Thắng thấy rằng ngay như ông Nguyễn Huệ mặc dù không tham gia với chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa nhưng mà cũng không chống đối, dù vậy ông Ngô Đình Nhu vẫn dằn mặt ông Nguyễn Bằng Hiệp bằng cách bắt hai người con của ông, tức là ông Nguyễn Hòa Phùng lúc đó là đại quý thuộc cái bộ tư lệnh hành quân, người em nữa là Nguyễn Hòa Thạnh đang làm thâm dịch viên cho cố vấn Mỹ ở Bình Dương, bắt nhốt tại cục an ninh quân đội. Anh Thắng thấy rằng ngoài những cái chuyện như vậy, những cái chuyện đó là lẻ tẻ thôi, mà những chuyện nổi đình nổi đám là thanh toán ông Nguyễn Bảo Toàn, thanh toán ông Tạ Chí Diệp, bức tử văn hào cách mạng nổi tiếng của đất nước Việt Nam, tức là Nhất Minh Nguyễn Trường Tam, giam giữ các nhà cách mạng Phan Khắc Sử, Trần Văn Tuyên và rất nhiều người khác, tức là dùng công an mật vụ để cai trị. Và cái độc hại nhất đó là Đệ Nhất Cộng Hòa lại mưu sát Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, tức là giáo chủ của Cao Đài. Cuối cùng ông phải lưu vong lên Nam Giang và chết ở thành đó. Một cái nữa mà chúng tôi nên nhắc anh Thắng cũng nên biết rõ, cái Đệ Nhất Cộng Hòa có nhiều cái rất là sai. Mặc dù có nhiều chuyện mà nhiều vị ở đây nói chuyện chúng tôi còn nhân chứng hết, thí dụ một chuyện nước nổi đình nổi đám mà nếu vị nào của Đệ Nhất Cộng Hòa nếu cần chúng tôi sẵn sàng đối chất. Tại làm sao Đệ Nhất Cộng Hòa lại đưa ra cái chuyện là một ông phó tổng thống, tức là ông Nguyễn Ngọc Thơ, đi vào gặp một vị chỉ huy trưởng cách nghĩa quân cách mạng của Hòa Hảo là ông Lê Quang Vinh, tự Ba Cục, điều đình để về, giống như là cái chuyện của Cao Đài Liên Minh của ông Trịnh Minh Thế. Thế là ông Lê Quang Vinh, tự Ba Cục tin tưởng đâu cái ông phó tổng thống đến gặp nơi mình cơ mà, khi mà ra thì lại bị bắt đi xử điêu đầu. Cái chuyện đó là một cái vết nhơ của Đệ Nhất Cộng Hòa. Thì nổi cái chuyện mà tôi vừa kể cho anh Thắng thấy rằng đó, thì dầu cho cái chuyện 11 tháng 11 năm 1960 cái nhóm quân Dương Văn Đông đảo chánh không thành công phải lưu vong đến Nam Giang, hay là cuộc cách mạng 1 tháng 11 63 có thành công hay không, thì cái chuyện đó Đệ Nhất Cộng Hòa cũng phải sụp đổ mà thôi. Không phải cái chuyện mà vì cái ngọn nước của Hòa Thượng Thích Quảng Đức mà ông Nhiệm chết, nói như vậy thì tôi thấy rằng không được chỉnh. Thì cũng phải nói thêm một đoạn nữa là tại ông Nguyễn Hòa Hiệp sau này ông có tham gia chính quyền của Đệ Nhị Cộng Hòa. À vậy à. Và cái vấn đề với tư cách là tổng trưởng Bộ Nội vụ. Vâng. Và cái vấn đề đó mới có nói tới cái chuyện 19 tháng 6 anh Thắng, Nguyễn Hòa Hiệp sau cái Đệ Nhất Cộng Hòa thì coi như rất bị bao vây, không có nhúc nhích gì được hết, cũng như bị giam lỏng ở nhà luôn. Bước qua sau cái cuộc cách mạng 1 tháng 1 63 thì tất cả các chính đảng Việt Nam của dân đảng đã diệt mấy lộ diện và hoạt động. Nhưng mà cái thời kỳ sau cách mạng đó 63 64 thì coi như rất là rối loạn, tại vì mấy ông lật xóa bàn cờ rồi mấy ông biết cách cờ, phải nói thẳng như vậy. Và tại lúc đó mình cũng lớn tuổi hết rồi, và tuổi đời cũng là thấy rõ rồi, mấy ông dẹp thí dụ như bàn cờ mấy ông anh Thắng xóa rồi anh sắp lợi tiền phải biết sắp cờ mới được, thì mấy ông dân dân tưởng đâu là xóa cái tờ đi lập lợi thì nó rối loạn, nay ông này chỉnh lý, mai mốt ông kia chỉnh lý, ông nọ tùm lum hết. Cho nên không có kêu nhập ngũ Bộ Quốc phòng, không kêu ông lệnh nhập ngũ, không ai theo hết. Thì chính đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp đã đưa 10 đại đội tình nguyện thì Bộ Quốc phòng chấp thuận ngay tuyển binh để mà đi huấn luyện, và đó là tình nguyện 10 đại đội luôn. Do đó mới thấy rằng cái uy thế của Việt Nam của dân đảng miền Nam
Và từ cái đó, ông Nguyễn Hòa Hiệp sau khi hội đồng quân lực đề cử, sau nhiều lần chính phủ bị nổi cát, bị thay lung lai, thí dụ như nổi cát của Trần Nhân Hương, nên có mấy tháng là bị lung lai, cho nên hội đồng quân lực mới đề cử ông Phan Huy Quát, bác sĩ Phan Huy Quát lên làm thủ tướng. Thì cái dân Phan Huy Quát trình diện trên danh sách, ở đây chúng tôi có cái bản danh sách của chính phủ, tức là cabinet của chính phủ Phan Huy Quát đó, thì ông Phan Huy Quát trình diện cái danh sách chính phủ lên hội đồng quân lực. Nhưng mà hội đồng quân lực lúc đó mới hỏi, nói với ông Quát thế này, do một ông tướng làm tổng thư ký hội đồng quân lực mới thưa với ông thủ tướng Phan Huy Quát rằng danh sách của chính phủ cái gì thì mấy ổng không có thắc mắc, nhưng mà bộ nội vụ vì phần lớn cái diện tích cai trị của chính phủ là miền Nam, cho nên bộ nội vụ phải là người miền Nam. Vâng. Ông tổng thư ký hội đồng quân lực, một vị tướng lãnh của là tổng thư ký hội đồng quân lực nói cho với ông Phan Huy Quát như vậy. Và do đó ông Phan Huy Quát qua ông luật sư Trần Văn Tuyên mời ông Nguyễn Hòa Hiệp làm tổng trưởng bộ nội vụ. Cũng nên nói rõ lúc đó ông luật sư Trần Văn Tuyên là tổng thư ký của Việt Nam Quốc Dân Đảng miền Nam, mà ông Nguyễn Hòa Hiệp là chủ tịch đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng miền Nam. Cho nên khi ông tổng thư ký hội đồng quân lực nói như vậy thì ông Quát mới nhờ qua ông Tuyên và mời ông Nguyễn Hòa Hiệp làm tổng trưởng bộ nội vụ. Đến một thời gian sau, tức là sau một thời gian mấy tháng, cái đánh mà muốn nói đến cái chuyện đó, thưa anh Thắng cũng nên nói một vài chi tiết mới biết được cái chuyện mà diễn tiến tại sao có ngày 19 tháng sau. Vâng, xin mời anh. Cái vấn đề là khi ông Nguyễn Hòa Hiệp làm tổng trưởng bộ nội vụ thì ông được thành công trong cái chuyện điều hành hành chính, không có mờ, không có tổ chức hai cái cuộc. Thứ nhất, đại hội hành chánh cấp quận rất là thành công, tất cả quận đều về để mà họp. Và sau đó một tháng thì làm tiếp một cái đại hội cấp tỉnh, đại hội hành chánh cấp tỉnh cũng thành công. Vì một thời gian rất dài vì bị chính thể Việt Nam bị xáo động sau cuộc cách mạng 1 tháng 11, cho nên rất nhiều các tỉnh lỵ không có điều hành được, cho nên phải làm mấy cái cuộc như vậy. Và cuối cùng, ngày 31 tháng 5 1965, thì chính ông Nguyễn Hòa Hiệp mới tổ chức bầu hội đồng đô thành tỉnh lỵ và thị xã ngày 30 tháng, gồm có 1 đô thành, 44 tỉnh lỵ và 4 thị xã, để mà chuẩn bị đi đến quốc dân đại hội. Thì đó, cái đại hội đó, cái hội đời bầu cử đó cũng rất thành công. Là tại vì làm mấy cái chuyện đó, Bộ Nội vụ muốn rằng cái kiểm soát của dân chính miền Nam mình coi có bao nhiêu, anh đang theo. Vâng. Để mình đưa tới một cái quốc dân đại hội. Dạ vâng, rồi tuần sau mình sẽ trở lại về cái vấn đề bên Trung Quốc, anh Quang ha. Vâng, thì muốn nói rằng cái chuyện Trung Quốc tiếp tục để anh Thắng biết rằng tại sao mà chúng tôi lại không tiếp tục. Vâng. Đi con đường đó nữa. Vâng. Phải nói cho rõ. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn anh Quang rất nhiều. Vâng. Dạ. Chào anh Thắng.